Jazz lớn nhất trong năm đã được diễn ra thành công tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong hai ngày 15 và 16 tháng 12 vừa qua. Với chủ đề Chinh phục thế giới cùng IELTS, Ngày hội IELTS năm 2018 được Hội đồng Anh tổ chức với mục đích là để tạo cơ hội cho các bạn thí sinh IELTS có cơ hội để tiếp cận với những kiến thức và thông tin cập nhật nhất về những kỳ thi IELTS. Ngày hội năm nay đã thu hút được sự tham gia của hơn 1.000 khách tại cả hai thành phố, cùng sự xuất hiện của rất nhiều gương mặt quen thuộc từ chương trình IELTS Face Off của VTV7, đơn vị bảo trợ thông tin của Ngày hội IELTS 2018. Đây là lần đầu tiên Ngày hội IELTS được tổ chức tại Việt Nam. Hơn ai hết, Hội đồng Anh hiểu rõ tầm quan trọng và những cơ hội mà kỳ thi này mang lại cho các thí sinh trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Với số lượng hơn 3 triệu bài thi được đăng ký vào năm 2017, thì IELTS là chìa khóa dẫn đến thành công của rất nhiều người trên toàn thế giới. Chúng tôi hy vọng rằng bằng việc hợp tác với các đối tác IELTS tại Việt Nam và quảng bá chương trình thi IELTS trên máy tính kết hợp với thi IELTS trên giấy, Ngày hội IELTS 2018 sẽ giúp cho nhiều người Việt hiểu thêm về kỳ thi tiếng Anh phổ biến nhất hiện nay dành cho giáo dục đại học và nhập cư, từ đó kết nối với những cơ hội học tập và làm việc trên toàn thế giới. Bên cạnh cơ hội được gặp gỡ trực tiếp với các đối tác của Hội đồng Anh tại Việt Nam, khách tham dự còn được tham gia chuỗi hội thảo được thực hiện bởi các khách mời uy tín là các chuyên gia IELTS Hội đồng Anh, các giảng viên IELTS xuất sắc với tổng điểm 9.0 và đại diện tư vấn từ các đại sứ quán và lãnh sự quán tại Việt Nam. Sự kiện đã thu hút sự quan tâm của không chỉ các bậc phụ huynh mà còn các bạn trẻ đang chuẩn bị những kế hoạch du học trong tương lai. Việc đến với Ngày hội IELTS ở đây thì mình đã được tổng hợp thêm được biết được thêm nhiều trung tâm mới và cũng được tiếp xúc với một số tips làm bài IELTS rất là hiệu quả, cùng với được việc được nghe các diễn giả để mở rộng tầm nhìn của mình hơn. Là một đơn vị tổ chức thi IELTS hàng đầu tại Việt Nam, Hội đồng Anh thấu hiểu sự quan tâm ngày càng lớn của các thí sinh về cách để đạt được điểm số tốt nhất trong kỳ thi này. Bởi vậy, Ngày hội IELTS 2018 không chỉ thể hiện mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Hội đồng Anh tại Việt Nam và các đối tác, mà còn đem đến cho các thí sinh IELTS những chiến lược làm bài thi mới nhất cùng nhiều bí quyết hữu ích để thí sinh có thêm sự tự tin khi đăng ký thi IELTS với Hội đồng Anh.